Vâng, GMRO xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và một video clip cận kề những ngày Tết. Hôm nay là buổi sáng ngày mùng 3 tháng 2 2021. Âm lịch thì hôm nay là 22-23 nhỉ Tiến nhỉ? 22 rồi. Như vậy là em chỉ còn bán tầm độ 6 hôm nữa. Em bán tầm hết 28-29 Tết bác nhá. 28-29 Tết là nghỉ đó. Tối đa là 29. Nói chung là nếu bị dư âm là sẽ đến 29. Còn nếu không em dự định là đến 28 thôi. Và thông báo các bác trong video clip buổi sáng nay, lát nữa xem up video, thì đối với những bác chuyển tỉnh thì em chỉ chuyển đến hết ngày hôm nay. Đối với những bác từ miền Trung hắt vào miền Nam là em chuyển hết ngày hôm nay. Còn bắt đầu từ ngày mai trở đi là em chỉ chuyển từ mạng miền Trung ngừa hắt về ngược lại là em vẫn chuyển được. Còn ngoài ra là những bác miền trong, miền Nam là em không thể chuyển hàng được nữa. Nhưng em chuyển nốt ngày hôm nay thôi. Em video clip thông báo các bác nhé. Và một video cũng là thông báo hàng về. Mở đại đơn vị Hồng Minh hôm trước đã cháy hàng đối dòng đẩy này. Đó là dòng đẩy AAP STD 8004, dòng đẩy 4 kênh với mức giá rất là phải chăng, trong tầm tiền mức giá trên 8 triệu đồng. Các bác sử dụng cho mình con đẩy 4 kênh chất lượng chính hãng nhập khẩu, nguyên chiếc, nguyên đai nguyên kiện. Đây. Em về cũng chưa rạch bao. Hàng hãng này, giá này. Đối với sản phẩm chính hãng bao giờ lưu ý của Tân Cường thì thứ nhất nó sẽ có tem phụ các nhá. Em phụ này, em khẩu phụ nhé. Cái này có thể nó có những cái nó bị rụng, để hầu như nó vẫn còn. Nhưng có những cái này em thấy không thấy thì nó bị rụng thôi, bị rụng ra thôi. Nhưng bên trong nó phải có chữ ký sống. Và bây giờ em sẽ review rạch luôn ba bao trước cho Tiến, rạch cho anh một chiếc ra để cho các bác xem. Làm kiện số lượng hôm nay em về khá là nhiều, trên 20 chiếc của các bác cũng anh em. Nếu biết thì nói đẩy công suất thì bên em gọi là thế giới đẩy, khẳng định các bác 100% là thế giới đẩy, vì không có một đơn vị nào nhập nhiều đẩy như bên em. Và nhập nhiều như vậy đồng nghĩa với mức giá tốt. Giá tốt thì được nhiều các bác ủng hộ. Và bên Hiếu Minh sẽ có sẽ cũng nhập nhiều về để phụ các bác anh em. Đây có lưu ý nhá, bên trong nó sẽ có một quyển sách nhá, của AAP này. Và cái điều quan trọng đây là con này bóc này là phải có chữ ký sống nhá, của Tân Cường này. Đấy, chào chính hãng nhá. Tiến nhấc cho anh lên cho sáng sủa. Nhưng mình nhấc không? Con đẩy khá là nặng, người 4 kênh. Nói chung đây là dòng đẩy độ bền cao, một cái mức giá rất là hợp lý, rất là cạnh tranh. Ở trong phân khúc những con đẩy 4 kênh này hiện tại em đang bán các mức giá mà rất là êm, nào trên 8 triệu đồng thì có những con như PS này, AB này hoặc của DB, có 3 phân khúc trên 8 triệu. Mới bác chơi 4 kênh khỏe anh em xôi sự kiện không lo. Đấy, đối với sản phẩm này em bảo hành đến 1 năm rưỡi, nghĩa 18 tháng, một đổi một trong 3 tháng đầu. Các bác giữ cho em đẹp mới nhá, nếu xuất sát thì em sẽ gửi hãng bảo hành. Còn đâu là nếu mà các bác giữ đẹp là gần như em một trong 30 tháng đầu em đổi mới luôn. Đối với sản phẩm đẩy đều AAP thì thứ nhất là đẹp về ruột, cái thứ hai về ngoại thất cũng rất là đẹp, đúng nhá. Đấy, đây là những dòng đẩy sản xuất tại Trung Quốc và sản xuất với các linh kiện chất lượng cao, những linh kiện của USA hoặc những con dòng linh kiện của Hàn Quốc. Nghe cái linh kiện xịn sò lên độ bền nó cao là như vậy. Chính vì cái độ bền cao cũng như là nó mới có tầm với, đây là các bác sử dụng quá nhiều dòng đẩy này rồi thì nó mới có tầm thương hiệu để các bác có thể đánh giá dòng đẩy này, chứ không phải hôm nay một mẫu đẩy lạ hoắc về em giới thiệu các bác đâu. Mà đây là con đẩy có thể nói là độ bền cao này và giá rất là phải chăng. Đấy, cực kỳ khỏe luôn, 800W một kênh, đánh tốt một cặp 30 đơn một kênh nhá, hoặc một quả 40 đơn một kênh, hoặc một quả xúc đơn 50 một kênh. Và con này cũng rất là đẹp, màn hình sử dụng là màn hình trước, màn hình lồi, nó có điểm nhấn của cái mặt này là màn hình lồi. Quay nhá, màn hình lồi này hiển thị nhiệt độ này, ngày giờ này, nút ngừng công tắc ở giữa này, 4 chiếc áp. Với thiết kế điểm này điểm vòm thì 2 chiếc áp trong nó sẽ hơi cảm tưởng hơi thụt này, và 2 chiếc áp ở ngoài thì nó sẽ cao để nó có độ bằng đó, rất là đẹp. Và cái mức giá trên 8 triệu đồng, cái mức giá bao giá tốt nhất thị trường cho anh em với con đẩy này. Đấy, mở hàng nhập khẩu chính hãng bác nhá. Đây, em thông báo review trên kênh, những bác nào mà ở gần là mua vẫn có thể mua được, hoặc hôm nay mà các bác xem video hôm nay chốt vẫn được. Còn những bác ở xa thì em sẽ chốt đến nếu mà ở khu vực miền Trung hát trở lại, em sẽ cố gắng em bán đến tầm khoảng 24-25 gì đó chuyển cho bác, vì những ở gần thì chuyển nó tầm 2 hôm thôi là nhận được hàng rồi. Còn những bác ở miền trong là chốt ngốc lúc ngày hôm nay thôi. Còn lại là thông báo bác trên kênh để ra Tết anh em có nhu cầu mà có tiền gọi lì xì Tết này hoặc là tiền Tết thì mình tiêu vẫn còn dư chẳng hạn, muốn sắm thì có sắm cho mình con đẩy như hôm nay em giới thiệu cho các bác nhé. Và ngoài ra không nhất thiết phải con đẩy AAP này,
Nói về công suất, các bác có thể tham khảo kênh Bình Minh với rất đa dạng các mã từ phân khúc thấp nhất đến phân khúc cao nhất, với tổng cộng là 35 đến 36 mã đẩy khác nhau, và mỗi mã em nhập tối thiểu nhất là từ ít nhất vài chục con một đối với đẩy công suất lớn, còn công suất nhỏ thì toàn 50-100 chiếc. Nói chung là cả kho em là một kho chuyên đẩy thôi, để đẩy thôi. Và anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hướng Minh Auto có địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được các nhân viên hướng dẫn và tư vấn, hoặc đến cơ sở bên em, hoặc liên hệ em qua chỗ online đây để em có lên đơn ship code CD cho bác nhé. Về như biết thì bây giờ đang là điểm cận kề Tết cũng như là dịch bệnh, thì các bác cứ ở nhà đặt đơn hàng là Hiếu Minh ship tận nơi và sắm cho mình những thiết bị dàn cũng như là những combo bộ dàn, bên em có thể cài đặt cũng ship tận nơi, hoặc các bác ở gần có thể bọn em lắp đặt tại nhà đó. Và một video clip ngắn trong buổi sáng hôm nay xin dừng tại đây, và các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh qua chỗ online đây nhé. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.